Cú đâm mạnh làm cho tàu cái máy trái của tàu cảnh sát biển Việt Nam bị hỏng và phía sau lái của tàu Việt Nam bị thủng một mét vuông. Một số mảnh kính vỡ đã văng vào các kiểm ngư viên trên tàu kiểm ngư của Việt Nam dẫn đến anh em bị thương, đang được băng bó cấp cứu ở trên tàu. Cái mũi tàu hải cảnh của Trung Quốc bị mắc vào cái phần mặt bao của đây lại tiếp tục một cái tàu hải cảnh Trung Quốc tiếp tục đâm vào các cái tàu của Việt Nam. Quý vị quan sát thấy rằng súng pháo trên tàu hải cảnh đã được gỡ bỏ và sẵn sàng sử dụng bất cứ lúc nào. Mặc dù tàu 2012 đã tăng tốc độ và vòng cháy, nhưng tàu hải cảnh vẫn tông vào phía đuôi, phía sau mặt phải của tàu Việt Nam. Để